Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube Cửa Hàng Âm Thanh Số Lúc Đó. Thì ngày hôm nay phải nói thật các bác luôn, em đang rất là vui khi mà cái lô loa mà em rất tâm đắc cuối cùng đã về. Mà dùng loa 3 way, có nghĩa là dùng loa 3 đường tiếng, sử dụng là 2 bát 25, 2 chung và 2 tép. Thì đây là một đôi loa 2 bát 25, thực sự bên em cũng bán khá là nhiều, không thiếu các bác ạ. Nhưng có một cái điều đặc biệt mà tại sao mà cái lô loa này em lại thích như vậy, bởi vì nó có những đặc biệt mà những lô loa trước của em không có. Thứ nhất, các bạn sẽ thấy lô loa này là một lô loa sử dụng toàn bộ là gân cao su. Gân cao su mà các bác biết rồi, gân cao su thì nó bền lắm, nó bền kinh khủng luôn. Cái độ lì của gân cao su thì gấp 1,5 đến 1,7 lần so với gân mút. Đấy, nó sẽ lì hơn, nó lì hơn, và tim bát nó sẽ sâu lắng hơn, nó trầm hơn so với bát gân mút. Đấy. Và con này sử dụng là 3 đường tiếng. Các bạn sẽ thấy này, trên cái tép của dòng loa này là sử dụng gân vải tẩm dầu ướt, nó rất là mềm mại bác, nhẹ nhàng lắm này. Ơ nhìn này, đụng nhẹ là nó nhấp nháy nháy này. Đấy. Trên đây chung. Đấy, hai chung hai tép. Ba đồng tiếng mà, loa rất là gấu, loa cực kỳ đẹp các bác. Nó rất đẹp các bác nhìn, loa thông hơi phía trước luôn. Thì đây là một đôi loa mà khẳng định các bác luôn là karaoke khỏi cần dùng súp, khỏi cần dùng súp luôn. Bởi vì cái dãy bát này nó tương đương với hai đôi loa đàm rồi. Thực sự là nó tương đương với hai đôi loa đàm mà 780 rồi. Chẳng khác gì hai đôi loa đàm 780 cả, bởi vì dòng loa này bắt rất là trầm, nó cực kỳ trầm luôn, và ba đường tiếng thì cái dạy lời nó rất là tuyệt vời. Bây giờ em sẽ test cho mình ngày trước nha. Loa này thì rất tiếc là em chưa về đủ, em mới về được có ít cái bác này, mới được có khoảng độ 20 đôi thôi, mà lô này của em số lượng khá là nhiều đấy. Em đợi cho ngày mai nó về hết rồi em sẽ bán cho các bác và báo giá luôn cụ thể, nhưng mà tiết lộ là giá rất là tốt nha. Đấy, nhưng để đến ngày báo giá bán thì chúng ta lại tính sau. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe trước. Thứ nhất em sẽ cho mọi người nghe thử về cái chất âm dãy lời của nó xem nó như thế nào nha. Bây giờ em sẽ test cho các bác cùng nghe đôi loa này nha, chất âm của nó. Đây, em sẽ test nhạc có lời trước, xong rồi sẽ test nhạc mạnh sau. Các bác cùng nghe. Nghe tiếng test cũng đã luôn. Quá đẹp luôn, giải tép nó sáng, lời nó rõ, bát nó sâu. Em bảo khá là bé đấy bác ạ. Quá hay luôn. Em không ngờ là cái loa này là 4 tép mà cái dòng loa mà 3 đường tiếng mà tép lại sáng này bác. Bình thường dòng loa mà 4 bát này là tép sẽ khá là yếu. Nhưng mà đôi loa này các bác nhìn này là tiếng tép nó như loa full luôn. Quá sáng luôn đấy. Lời rõ kinh khủng luôn. Bất ngờ, phải nói quá bất ngờ luôn đấy. Chất. Quá phê luôn. Quá phê. Bây giờ em sẽ mở qua cái nhạc mạnh cho các bác. Nhạc này chắc chắn là tiếng bass sẽ khá là mạnh, và tiếng máy tone nhà em cực kỳ lớn luôn các bác. Đây các bác cùng nghe thử cái dòng nhạc mạnh theo con loa này, tiếng bass như thế nào nhá.
Lo này giải bát đó là nghe của nó rồi. Chắc chắn là giải bát nó cực kỳ lớn luôn, cực kỳ mạnh luôn. Và máy tôi thấy em giật kêu rất là lớn được nha. Lo này để nghe tiếng bát ở phê. Bludgeonings of chance, my head is bloody but unbound. Beyond this place of wrath, tears looms with the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Đấy chứ. Lo là thực sự thôi các bác luôn là. Đúng là gần cao su mà bắt kép nghe vẫn sướng. Bắt kép nghe dòng cao su vẫn sướng các bác. Bình thường trước em thì bán gần cao su dòng bắt đơn rồi. Mình đúng lần này bắt bán dòng là lấy được về dòng bắt kép nghe đúng là mê hồn luôn. Đánh nghe nó đánh gọn kinh khủng luôn các bác. Lo mặc dù nó không phải là lo quá mắc tiền các bác, nhưng mà lo mấy chục triệu mà đánh gọn thì bình thường. Nhưng mà thực sự dòng lo này với giá tiền em sẽ báo mọi người, chứ nó sẽ dưới 5 triệu đây. Đó, không tiết lộ mọi người chữ đây. Đấy. Nhưng mà thực sự các bác nghe cho em này, tép nó sáng như lò phun luôn. Bát đánh thật các bác luôn. Đôi lò này tương đương với hai đôi lò đàm 780. Tương đương với hai lò đàm 780. Mà giá gì hơn hai lò đàm 780 khá là nhiều. Đánh giá man luôn. Gần cao su đánh lì thật đấy. Nghe phê các bác. Đấy. Các bác sẽ đợi em nhá. Trong ngày mai em sẽ về hết. Đấy, khoảng ngày mai em sẽ về hết và cái lô này và em sẽ lên sóng các bác lô này. À, nếu may mắn tối ngày mai xin mời các bác vào kênh của em, chúng ta cùng thực sự là hết mình với lô lò này luôn. Chắc chắn là một lô lò sẽ tuyệt vời hay cho bác luôn. Đó là tuyệt vời hay cho bác luôn nhá. Mọi người hãy cùng vào kênh của em vào tối ngày mai. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ạ.